cuộc sống nông thôn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là tầm hơn 8 giờ sáng nha các bạn. Mình lên nhà ông anh, lên nhà ông anh thăm vườn lan của anh. Nhìn rất là đẹp với các bạn. Rất là mát và lan anh sưu tầm cũng rất là nhiều. Đây là ngồi uống trà ngắm lan là rất hợp lý nha các bạn. Bàn gỗ luôn. Hiện tại là cũng đã có trò này là có mặt bông rồi nha các bạn ơi. Giò đó là giò gì? Anh Cường giới thiệu dùm cái anh Cường. Cái này là hình như là trên màn ảnh của các bạn là anh Cường, cũng người cũng một người là chuyên về lan. Các bạn nhá. Còn đây là anh Trần Hữu Tuấn này. Anh là người chủ của cái khuôn viên cây lan này. Nhìn quang cảnh rất là đẹp. Đây ngồi uống trà cháo rất là đẹp các bạn ơi. Hơn cũng đẹp tím đó. Anh xa đi ra đây thôi. Nên là tao đang mai mốt anh phủ hết ạ. Để cho trọng cho riêng là trọng. Nói chung là anh quy hoạch cái khu này rất là đẹp. Đây là một gốc cây đại châu nha các bạn. Anh mới kéo về nhưng mà cái giá này kéo về bao nhiêu đây anh Tuấn ơi? Mấy trăm. Không có mấy trăm đâu. Những người chơi lan này xem coi cây đó cây gì anh Cường? Làm cánh trắng. Làm cánh trắng. Cái kia là giá hạt pháp phải không? Em cũng có nhưng mà đang nhỏ. Giá hạt pháp. Đây các bạn. Cái giỏ này hạt giá. Cái làn HO cháu phải định về dây HO là coi như hát là cái loại nhớ. Thì đúng rồi, người ta phát hiện ra một cái loại lan nào mà đẹp thì là người ta lấy tên của chủ luôn đó, là tên chủ luôn, giống như Bảo Duy rồi HO rất là đẹp. Này là năm cánh trắng này các bạn, kỳ điệp tím à, kỳ điệp tím rất là đẹp. Đây này, cháu mù mớ điện đến cái đài châu đang... Đài châu đang nhỏ lắm. Đang ngỡ mấy trăm nghìn bạc. Nào đi. Rất là nhiều lan các bạn ơi. Đài châu rồi phi điệp rồi kiếm. Kiếm đây đã nở bông rồi các bạn này. Này cũng ra bông lâu lắm rồi. Ở đây quy hoạch lại rất là đẹp nha các bạn. Đây là anh em ngồi uống trà ngắm hoa lan. Biết đấy. Có chai cây này các bạn. Cảm điêu cả bao cây. Hút thuốc lào. Cảm mát. Thuốc lào bao cây. Thuốc lào nữa. Mời tất cả các bạn uống trà cùng anh em chúng tôi nhé. Cây bưởi lắm quả không các bạn? Bưởi này bưởi gì anh Tuấn ơi? Năm roi hay là bưởi ta ngoài mình đây? Rất là nhiều quả các bạn ạ. Nhưng mà không biết là ăn có ngon hay không thì phải để chờ nó chín. Rất là nhiều quả.
rất là nhiều lan nha các bạn. Vành thì tất nhiên người mẹ viên gạch người lung đang dày ở đằng vành cho nó những cái viên muối bóng này. Đối với muối thì phải tìm cái phương án một lý thì sẽ tạo ra như là như cái kéo ăn thì đẩy cao độ để ta tạo ra như là cái này cũng là một loại lan nha các bạn, nhưng mà đây là địa lan nha các bạn, bông rất là đẹp này, địa lan mặt bông rất là đẹp. Video của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nha các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.